Lúc này thì trọng tài Jonas Eriksen, trọng tài người Thụy Điển đã cho hiệp một trận đấu được bắt đầu. Đây là trận đấu có sự có mặt của hai trong số những thủ môn hay nhất. Eriksen. Anh ta sẽ làm gì vào lúc này? Anh ta hoàn toàn có thể chọn một trong những đồng đội xung quanh anh ta để truyền. Cú dứt điểm quá hiền. Damiel. Tôi phải nói rằng khi nhìn quanh các khán đài, tôi cảm thấy tuyệt vời khi thấy được sự nhiệt tình mà khán giả dành cho cả hai đội. Hãy lắng nghe tiếng hát từ các khán đài, thật là tuyệt diệu. Thật đáng kinh ngạc, đó chính là những điều kỳ diệu mà bóng đá mang đến cho chúng ta. Sanchez! Không được! Pha dứt điểm quá vừa chính xác. Leandro Damião. Alexis Sanchez. Perisic. Một pha cản phá có thể nói là cũng đã cứu cho thủ môn bàn thua 10-10. Pha treo bóng bổng. Đứng cứu vào. Sự tăng hoa kỳ hoài. Tỷ số là 1-0. Một bàn thắng sẽ giải tỏa áp lực, một bàn thắng để khai thông thế đất Bắc và một bàn thắng để hướng đến một cơn mưa. Tỷ số này đang là 1-0. Xoay sở rất khéo. Sút xa. Không thành công. Đáng tiếc là bóng đi ra ngoài. Cản phá rất đúng lúc. Xoay sở rất khéo. Bóng đã được phá lên. Cú đá cận chân từ xa. Không được. Như vậy là sẽ có một tình huống phát bóng lên. Damião. Immobile. Pedro. Tình huống khá
điểm. Những pha đánh chặn rất tốt. Như vậy là đúng lúc này thì trọng tài Tengaro cũng đã nổi còi khép lại. Hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Ở trong hiệp 2 thì đội chủ nhà sẽ bảo vệ khung thành bên phía phải màn ảnh của bạn. Có thể nói rằng hiệp 1 của trận đấu này là một hiệp đấu đủ để cho chúng ta thấy được tương đối đầy đủ về năng lực cũng như bản lĩnh của hai đội vật thể bên này. Và họ có những cá nhân đủ để giải quyết các tình huống ở phía trên. Đó là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Chưa thay đổi người đầu tiên trong trận đấu. Tình huống thay người có thể thay đổi cục diện của trận đấu. Bóng ra ngoài đường biên dọc, sẽ có một pha ném biên. Dứt điểm từ xa. Quả chốt. Những phút tiếp theo của trận đấu có thể sẽ là quãng thời gian có nhiều điều thú vị chờ đợi chúng ta. Milinkovic Savic. Chúng ta vẫn đang được chứng kiến những giây phút tuyệt vời nhất trong bóng đá. Chứa đựng biết bao những cảm xúc của môn thể thao vua. Từ sự hồi hộp, căng thẳng, cho đến cảm giác nghẹn ngào trong từng pha bóng của các cầu thủ trên sân. Một pha dứt điểm ở tầm thấp. Perisic đi bóng tốc độ. Một cái tăng vào. Một bàn thắng quá tuyệt vời. Biệt đã là quá lớn và chỉ có phép màu mới có thể đem lại cho họ một cuộc lội ngược dòng. Họ đoạt bóng rất hay. Đây sẽ là một cơ hội xuất hiện. Toàn chết. Tỷ số của trận đấu đang là 4-0. Di chuyển ra biên. Vẫn là một vòng quay cuộc. Chuyền vào. Lucas Leiva. Rất khéo léo. Không thành công. Perisic. Lucas Leiva. Quá vất vả để chống đỡ. Cú bấm bóng khá kỹ thuật. Một pha cắt đường truyền rất dễ dàng. Sanchez. Pha mang đầy sức mạnh. Dứt điểm đi. Dứt điểm. Không rồi. Và như vậy là trọng tài đã nổi tiếng ngoài bán cuộc. Một trận đấu rất hay, cuốn hút.